Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục cái chương trình khám phá Tràng An ở Ninh Bình. Chúng ta tiếp tục cái hành trình tuyến 2. Sau khi qua Hang Lâm thì chúng ta sẽ đến khu vực đền Cao Sơn. Đền thờ thần Cao Sơn, một vị thần thuộc chân Tây của kinh thành Hoa Lư, của Hoa Lư Tứ Trấn, cùng với thần Thiên Tôn chân giữ cửa ngõ vào thành ở phía đông, thần Quy Minh chân giữ cửa ngõ vào thành phía nam, Đức Thanh Nguyễn chân giữ cửa ngõ vào thành phía bắc, và thần Cao Sơn chân giữ cửa ngõ tây của kinh thành Hoa Lư. Nó tạo nên Hoa Lư Tứ Trấn. Theo lịch sử thì thần Tích, thần Cao Sơn là đại vương của Lạc tướng Vũ Lâm, là con thứ 17 vua Lạc Long Quân. Khi đi tuần thú qua vùng Nam Lĩnh, vùng Thiên Dưỡng, đã tìm ra một loại cây có thân dùng làm bột. Bột này có thể làm bánh hay bột gạo. Ông đã lấy tên mình đặt tên cho cây là Quang Lang, dân địa phương vẫn gọi là cây Quang Lang hay cây Búng Lang. Thần đã dạy bảo và giúp đỡ người dân làm ăn sinh sống, đồng thời bảo vệ khỏi các thế lực phá hoại. Vì vậy, đã được vua Đinh cho phép dân lập đền thờ để bảo vệ kinh đô từ hướng Tây. Đây là đền thánh Cao Sơn, vua đền cổ. Đây cũng là một vị thần có công phù trợ quân Lê Tương Dực diệt được Uy Mục. Sau cũng được dân làng Kim Liên rước về thờ và được phong làm Cao Sơn đại vương dân phía nam kinh thành. Trong tín ngưỡng dân gian có ít nhất 4 vị thần Cao Sơn khác. Tuy nhiên trong số đó, vị thần Cao Sơn ở Trung Quốc có tên trùng với thần Cao Sơn em Thành Viên. Có ông bố Cao Kháng vụ ở Trường Yên Hoa Lư, tức gần Phụng Hóa Nho Quan. Nơi này cũng có đền thờ thần Cao Sơn. Ngoài đền thờ ở khu núi chùa Bái Đính thì thần Cao Sơn còn được người dân lập đền thờ ở một số khu vực khác. Ở Đại Tam Điệp thì khi xưa Quang Trung tiến đại quân ra Bắc chinh phạt 29 vạn quân Thanh, nhà vua Quang Trung đã lên thắp hương xin kế phá giặc ở một ngôi đền thờ thần Cao Sơn giữa lưng chừng núi, và vua Quang Trung đã được thần báo mộng ở đây hứa sẽ xây lên đỉnh núi nếu thắng trận. Sau khi thắng trận, vị vua này đã cho di rời đền lên đỉnh núi. Nếu là thần Cao Sơn thì gắn liền với tín ngưỡng của dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mường. Thần Tích Miếu có di bản cho rằng thần Cao Sơn chính là người thật được sinh ra trên đất này, nên người ta lập miếu Cao Sơn ở Kiệt Phú Nho Quan. Thank you.
Đền thờ Thánh Cao Sơn còn gắn liền với lễ sự tích Đinh Bộ Lĩnh khi còn nhỏ được mẹ đưa vào đền thờ và sơn thần trong động. Thần Cao Sơn, một cái thần khai quản ở vùng núi Vũ Lâm. Khi Đinh Bộ Lĩnh từ nhỏ, thuộc quân Hàn Vi đã được mẹ đưa vào sống cạnh đền Sơn Thần trong động. Khi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi hoàng đế, giữ kinh đô Hoa Lư, cũng cho xây dựng ba ngôi đền để thờ các vị thần chân giữ ở ba vòng thành. Ngôi đền Cao Sơn hiện tại được tu tạo có kiến trúc gần giống với đền Thanh Nguyễn, cũng xây dựng tựa lưng vào núi, có hành lang ngăn cách với thung lũng ở phía trước. Mấy chị chèo đò này. Theo truyền thuyết, thì thần Cao Sơn này là một trong 50 người con của Lạc Long Quân Âu Cơ. Đền thờ chính của thần ở huyện Phụng Hóa, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cái hang này là hang gì đấy chị ơi? Hang gì? Vạn. Sau khi quân Lê Tương Dực diệt được Uy Mục, thì dân làng đã rước và thờ thần ở đây. Và được phong là Cao Sơn Đại Vương trên thiên Nam Kinh Thành, một trong hoa lư giữ chân ở tỉnh Ninh Bình. Hang động này cúi đầu nhá. Sao? Hả? Cúi đầu như nãy luôn hả? Đây là đường vào hang vọng. Hang vọng này cũng khá là thấp, nó chỉ cao khoảng 1 mét so với mặt nước. Cho nên là khi chúng ta đi thuyền, chúng ta phải thấp đầu xuống, thậm chí là phải nằm xuống. Và hang khá dài. Chúng ta đi thuyền qua đây mất khoảng 5 đến 10 phút đồng hồ. Trong hang thì có hình những đá rất là đẹp. Và nước trên hang nó cũng rất nhiều. Lái chuẩn phết, chuẩn lách giỏi phết nhỉ. Nói là tay lái lụa, tay lái lụa đấy. Ngồi đằng trước xe này mà vẫn lái được.
cua giỏi nhỉ, một phát là ngang thuyền luôn. Mà quay đằng sau đâm vô nó đằng trước. Đây người ta lái, nó có bài ở đây rồi. Một ngày không biết bao nhiêu chuyến đi qua đây. Đường trong hang này khá là tối, cho nên người ta phải dẫn điện vào đây để tập không có là đi trong hang này là để sử dụng đèn. Ở đây hai bên hang thì hẹp, trần hang rất là thấp, có những khúc cua vuông ngoặt đấy, cua khúc luôn đấy ở trong hang này. Thì sau khoảng gần 5 phút đồng hồ, thưa các bạn, hơn 5 phút đồng hồ thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy cửa hang phía bên kia. Để qua cửa hang này chúng ta nhìn thấy một thung lũng khá là đẹp. Từ đây chúng ta đi theo con suối này. Đâu rồi? Chúng ta sẽ đến đền Suối Tiên. Và cũng trên đường đi chúng ta sẽ tham quan hành cung Vũ Lâm. Khi ra khỏi hang, các du khách thường có cảm giác thả phào nhẹ nhõm, vì được vừa trải qua một cái cảm giác mạnh, một cái cảm giác mà nếu như không đi qua cái đường kia thì không biết phải chịu tải thế nào, chúng ta rất khó có thể tưởng tượng được. Thì cả đối với những du khách người nước ngoài, nó vừa đẹp vừa kỳ bí, nó vừa quyến rũ và có một cái gì đó rất là hoang thơ. Tâm trạng con người lúc này thì rất là khó tả, nó cảm giác như sao xuyến, lâng lâng hoặc là hồi hộp, như khám phá một cái điều gì mới mẻ. Chúng ta cũng nhìn thấy phía xa xa có những cái lối đi mà chúng ta không biết là cái lối đi này đi ra đâu, nó như một mê cung vậy. Ở đây chỉ có những người lái đò người ta mới thành được từng cái lối đi. Chúng ta như lạc vào một mê cung. Nước ở đây trong xanh yên nắng. Gần như không có bàn tay tác động của con người. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời ở đây. Một quang cảnh có lẽ là chỉ trong mơ thôi. Chúng ta áng chừng chỉ còn độ khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ đến được hành cung Vũ Lâm. Hành cung Vũ Lâm là nơi mà vua Trần Nhân Tông đã xây dựng để nó là cái căn cứ địa chống quân Nguyên Mông. Thì vua Tô Nhà Trần đã vào cái khu vực này làm căn cứ địa. Đây là khu vực rất là hiểm trở, địa thế rất là hiểm trở, đang ngăn chặn toàn bộ cái vó ngựa của quân Nguyên Mông.